bây giờ chúng ta hãy chuyển qua nói tới một số những cái thông tin ở bậc khác đi và ở cuối video này Thùng sẽ dành thời gian để mà chia sẻ danh mục đầu tư với các bạn cũng như là chúng ta sẽ cùng nhau chung mình giá danh mục demo tại vì hôm qua chúng ta không có chung mình giá danh mục demo thì có một số thông tin ở bậc khác à, các bạn sẽ thấy được là có thông tin đến từ elon và twitter đầu tiên hết á, thì elon gần đây cũng rất quan tâm đến twitter các bạn hầu như là cũng tham gia nhiều cái à, cuộc nói chuyện ở trên twitter thông qua twitter spaces và nói chuyện với rất nhiều người trong thị trường crypto này và một trong những điều mà rất rõ ràng đó là elon musk muốn biến crypto đó không những là trở thành một cái mạng xã hội và có sức ảnh hưởng lớn mà Elon Musk cũng muốn biến Twitter trở thành một cái nền tảng thanh toán và thanh toán cả hai tiền mặt cũng như là crypto luôn điều này rất rõ ràng rồi cho nên gần đây chúng ta nghe nói tới cái thông tin là Twitter chuẩn bị có cái ví riêng tôi nghĩ là điều này là điều sớm muộn mà thôi thêm vào đó đó thì chúng ta có một người đã chia sẻ một cái thông tin trên Twitter À, đó chính là Chen Wong thì à, sau đó cái thuyết này đã ẩn sau khi mà chia sẻ khoảng chỉ một tiếng đồng hồ thì cái người ta thấy được là có cái logo logo này đó là đại diện cho cái đồng Twitter và bên dưới này đó các bạn thấy được là chúng ta có một cái dòng chữ để là coin placeholder có nghĩa là nơi là phát triển cái hệ thống đồng coin có thể đồng coin này là đồng coin của Twitter thì không biết độ chính xác bao nhiêu nhưng mà sau khi mà chia sẻ rồi đó thì cái thuyết này đã bị ẩn hay là bị xóa rồi thì nhiều người cho đây cũng có thể là cái bước kế tiếp của Twitter ngoại trừ họ sẽ đưa ra một cái ví và cái ví của họ sẽ có thể là lưu trữ được những cái tiền điện tử thông thường nhưng mà với tình hình bây giờ tôi nghĩ là Elon Musk nếu muốn có một cái đồng riêng nó có thể cũng rất khó khăn này các bạn tại vì bây giờ nếu như các bạn muốn phát hành một token ở Hoa Kỳ các bạn phải thông qua SEC nghĩa là bang hòa lý chứ không hoa kỳ và các bạn đã biết là cái mâu thuẫn giữa Elon musk với lại scc thì không có tốt đâu nhưng mà bây giờ đây là những gì mà chúng ta biết chúng ta cũng sẽ nhìn vào cái thống kê mới nhất đến từ con thì mỗi tuần con share đưa ra cái thống kê là những cái đầu tư lớn mà họ biết thì những người đầu tư này đã đem tiền vào trong thì crypto hay là rút ra và các bạn thấy là trong tuần vừa rồi đó thì cái quy đầu tư lại rút ra thêm một số tiền không phải là nhiều lắm là 7,5 triệu nhưng mà thật ra khi mà nhìn vào con số bị rút ra này nó cũng không có phản ảnh được tình thực sự đâu các bạn khi mà chúng ta nhìn cái thống kê bên dưới này đó đúng đã có 7,5 triệu rồi có thị trường này tính chung hết tất cả nhưng mà khi các bạn nhìn kỹ lại đó thì cái số tiền rời khỏi đã đến từ đâu là đến từ quỹ short BTC các bạn. có Nghĩa là họ không muốn short nữa. Họ đem 11 triệu ra khỏi cái quỹ đó. Và ngược lại chúng ta lại thấy tiền đi chở ngược vào trong BTC. Thôi như rồi chúng ta có 10.8 triệu đô la đã đi vào cái quỹ BTC. Chúng ta cũng có một số những cái thông tin đáng tiếc. Đầu tiên hết là chúng ta thấy công ty Nexo. Đây là một công ty mà các bạn có thể gửi để mà lấy lại đó. Tương tự như những công ty mà chúng ta nói tới gần đây. Thì công ty Nexo cuối cùng cũng đã quyết định là họ sẽ rời khỏi hoa kỳ thôi nhớ là cái tay vài tháng họ cũng đã ngưng không cho người mới đăng ký ở một số tiểu bang rồi thì lý do thì họ nói là họ đã làm việc với những cái nhà lập pháp ở hoa kỳ nhưng mà cũng không có được một cái sự đồng thuận nào ở đây hết và họ đã quyết định rời khỏi hoa kỳ thì có thể là nexo nhận được những cái như là có thể cái sản phẩm này là một cái chứng khoán hay là gì cái luật bảo vệ người dùng hay gì đó và nhất là cái sự sụp đổ gần đây của Voyager và của Celsius thì có thể là đây cũng là những cái lý do tại sao mà họ à, bị nhiều áp lực đến từ lập pháp của Hoa Kỳ nhưng mà dù sau này nữa đó thì thun cảm thấy là một trong những cái yếu tố thường cảm thấy sớm hay muộn mà thôi và những cái công ty liên quan tới gọi lấy lại đó sẽ khó hoạt động ở Hoa Kỳ tại vì sao tại vì thông nghĩ là một trong những cái ngành mà đầy quyền lực và có rất nhiều lợi ích trong Hoa Kỳ đó chính là ngành ngân hàng đó các bạn. Và ngân hàng thì họ hoạt động bằng cách là gì? Bằng cách là họ cho vay, bằng cách là họ có những cái sản phẩm riêng của họ và họ cần người ta gửi tiền vào ngân hàng. Thì những ngân hàng họ sẽ nhìn những công ty như Nexo là những công ty cạnh tranh với họ tại vì người dùng gửi tiền vào trong Nexo sẽ không có gửi tiền vào trong ngân hàng. Tại vì ngân hàng thì đâu có lời, bây giờ đâu gửi vào Nexo thì có lời hơn thì họ sẽ bảo vệ quyền lợi của họ theo thường nghĩ là như vậy và họ sẽ gây áp lực đến từ những cái nhà lập pháp, dẫn đến nhà lập pháp sẽ gặp áp lực với những cái công ty này. cho nên tôi nghĩ là những công ty này khả năng sau này hoạt động ở Hoa Kỳ đó rất là thấp luôn các bạn. vì cái lý do đó chứ không phải là vì những lý do chúng ta thường hay nghe nói tới đâu. nhưng mà có phải là sau này Hoa Kỳ sẽ không có những cái công ty có thể cho các bạn gửi crypto để lấy lại nó hay là không? tôi nghĩ là không hẳn đâu. tôi nghĩ là sau này những cái công ty mà đứng ra cho khách thằng gửi lấy lại sẽ là những cái ngân hàng Họ sẽ chính là những nơi mà có thể cho các bạn gửi lấy lại Cho nên cái việc mà Nexo rời khỏi Hoa Kỳ cũng không gì là lạ đâu các bạn Và trước đây vài tháng các bạn đã nhớ là ngay cả BlockFi Trước khi mà họ khai bảo vệ phá sản mới đây thì cách đây vài tháng họ cũng đã ngưng Không cho người Hoa Kỳ đăng ký cái uh, sản phẩm lấy lại của họ rồi cũng vì những cái lý do tương tự như Nexo chứ không phải đi như Nexo đâu bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua nói tới thông tin đến từ nước nigeria thì những ngày nào mà không rành thì nigeria là cái nước này nè các bạn đây là cái quốc gia nằm ở châu phi kế bên cameroon thì nigeria đã đưa ra những cái thông tin mà làm cho người cũng khá là đau đầu các bạn thì thông tin đó là thông tin gì các bạn thấy được là hôm nay nigeria ban quản lý chứng khoán của họ nói là họ chỉ hỗ trợ và ủng hộ tiền điện tử hay là tài sản điện tử nhưng mà không phải là crypto nhiều người rất là khó hiểu cái, cái câu nói này có nghĩa là gì có phải là ngân hàng trung ương của Nigeria muốn cấm crypto hay là không thì bên dưới này chi tiết nó để là ngân hàng trung ương của Nigeria đã ra cái lệnh là cấm tuyệt đối không được sử dụng ngân hàng hay là tiền quốc gia của họ để tham gia vào thị trường crypto thì có phải là đây là một cái lệnh cấm hay không nghe như là như vậy đó các bạn nhưng mà chúng ta lại nhận được một cái thông tin khác cũng đến từ Nigeria cái thầy ba ngày họ nói là họ muốn đánh thuế crypto rất là khó hiểu luôn các bạn nhưng mà để thường chia sẻ là chuyện gì xảy ra ở Nigeria tại vì nhiều người nói là Nigeria cấm crypto thì không phải đâu cái mà chúng ta thấy đó là Nigeria ngân hàng trung ương đã ra quyết định là ở Nigeria các bạn có thể lưu trữ crypto các bạn có thể giao dịch crypto với crypto hoàn toàn hợp pháp Cái mà không có hợp pháp đó chính là những ngân hàng Thì không có được cung cấp dịch vụ cho những công ty crypto Và những ngân hàng đó không được cho khách hàng của họ dùng ngân hàng để mà mua crypto ở bất cứ nơi nào Thì đây là cái mà họ cấm Chứ còn người dân có thể lưu trữ hay là trade crypto với crypto, di chuyển crypto thì không có vấn đề gì chỉ là không cho ngân hàng tham gia vào thôi thì đây là một trong những cái cách cấm nó tương tự như là cách đây khoảng chừng 2 năm các bạn đã nhớ là Ấn Độ cũng như vậy ngân hàng trung ương của Ấn Độ đó trước đây cũng đã cấm không cho những ngân hàng ở Ấn Độ cung cấp dịch vụ ngân hàng cho những công ty crypto và điều này đương nhiên ảnh hưởng rất lớn đối với những cái sàn rồi các bạn nếu như mà một sàn giao dịch mà không có đối tác ngân hàng thì làm sao mà người dùng có thể là đem tiền vào được đương nhiên các bạn có thể nói là người dùng có thể uh, sử dụng những cái sàn mà crypto với crypto, giống như trước đây các bạn đang nhớ là một thời gian uh, Binance không có ngân hàng các bạn chỉ có thể lên trên Binance, uh, các bạn có thể deposit đồng USDT, rồi các bạn có thể trade sử dụng đồng USDT nhưng mà không có cách nào để mà đem tiền ngân hàng vào hết. đương nhiên đây là một hạn chế rất là đáng kể cho những cái sàn giao dịch và ở Ấn Độ đó thì sau đó những cái sàn giao dịch và nhiều người đã kiện lên trên tòa án tối cao Ấn Độ và cuối cùng tòa án tối cao Ấn Độ đã nói là cái lệnh của ngân hàng trung ương Ấn Độ không có hiệu lực tại vì đó là một cái lệnh vi pháp thì lý do là Ấn Độ chưa bao giờ ra cái quyết định crypto là phi pháp hết. Nếu như crypto là một cái vật không phạm pháp thì không thể nào mà cấm những ngân hàng cung cấp dịch vụ cho những cái gì mà không phạm pháp hết. Cho nên vì lý do đó, những ngân hàng Ấn Độ có thể cung cấp dịch vụ cho những cái công ty crypto. Bây giờ đó điều tương tự đang xảy ra ở Nigeria thì điều này có dẫn đến cái sự kiện tương tự là cuối cùng họ sẽ thay đổi ý định đó hay là không thì chúng ta không biết được. Nhưng mà đây là cái thông tin đến từ Nigeria cái mà thường muốn nhấn mạnh đây là không phải là họ cấm crypto và ngay cả ở Nigeria họ cũng nói là họ đâu có cấm crypto đâu họ chỉ không cho phép hệ thống ngân hàng của họ đụng vào crypto mà thôi đó là cái mà họ nói ở đây nhưng mà đương nhiên đây là một trong những cái sự hạn chế rất lớn đối với những sàn giao dịch và thêm vào đó thì họ cũng đưa ra một cái dự luật hiện bây giờ vẫn chưa thành luật các bạn nhưng mà dự luật này nói là muốn đánh thuế crypto và Đáng tiếc, chưa là một trong những quốc gia mà có nhiều người sử dụng crypto Điều này đương nhiên không ảnh hưởng tới những người mà đang lưu trữ crypto Hay là họ muốn xài những sàn giao dịch mà không cần phải nạp tiền từ ngân hàng vào Họ vẫn có thể Nhưng mà nếu như mà không thể nạp tiền từ ngân hàng vào Thì đây là một hạn chế rất lớn Làm sao họ có thể mua được crypto mới đầu Thì có thể họ phải đi qua những cái chợ đen Tôi cũng không rõ nữa các bạn và cái sự chia sẻ gần đây đến từ SCC của Nigeria thì cũng không có nói rõ ràng là những tài sản điện tử đó là những tài sản nào. Đương nhiên câu hỏi bây giờ là những tài sản điện tử đó có tính Bitcoin trong đó hay là không. Họ có xem Bitcoin như là tài sản điện tử hay là họ xem Bitcoin như là crypto giống như là tất cả những đồng khác. Bây giờ thì chính phủ của Nigeria cũng chưa có nói rõ các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái thông tin cuối cùng trong video này đó chính là chúng ta sẽ nói tới danh mục đầu tư của Thuận thì Thuận đã update ngày hôm qua rồi thì các bạn đã được đây là cái danh mục đầu tư crypto thì hiện bây giờ 58% các bạn thấy trên màn hình đó chính là BTC cũng không vô đâu lạ các bạn thấy được là chúng ta cũng đã nhìn cái quá trình Thuận đẩy cái phần trăm BTC lên từ cái mức là 35% hồi tháng 10 của năm ngoái lên tới là 58% của thời điểm này và chúng ta thấy được Ethereum thì chiếm vị trí thứ nhì là 22.31%, BNB vẫn là vị trí thứ ba là 13.17%, Cardano là khoảng chừng 4.5% XRP là khoảng 1.4% và những đồng khác như là một chút xíu Doge và Matic thì khoảng chừng là 0.44% mà thôi Thì kết cấu danh mục này nó cũng tương tự như là cách đây một tuần và một tuần trước đó Cũng không có gì là theo nhiều rồi các bạn Bây giờ thì vẫn tiếp tục chú tâm vào BTC và Ethereum hiện tại Và đương nhiên sau khi mà tích lũy đủ Bitcoin và Ethereum Thường sẽ tích lũy những đồng còn lại Nhưng bây giờ là thường chỉ chú tâm vào Bitcoin và Ethereum mà thôi Và nếu nói tới crypto đó thì bây giờ crypto chiếm Tổng cộng là 34 34,2% của tổng tài sản của đồng hiện bây giờ Phần còn lại chúng ta thấy được là chúng ta có khoảng chừng là 33% là tiền mặt vẫn đang giữ hiện tại và thường vẫn đang dùng tiền mặt để mà trung bình giá crypto của bạn Tất cả những tiền thường làm được ngoại trừ là chi tiêu mà thôi Tất cả những cái phần còn lại đều tập trung vào đầu tư crypto hiện tại Tiền mặt của thường cũng như vậy luôn Chỉ là các bạn thấy là phần tiền mặt bao nhiêu ngày tháng qua Tuy là đây là tài liệu nó chỉ đến ngày 24 tháng 10 mà thôi nhưng mà bạn đã biết thường chia sẻ liên tục cái năm qua thì nhiều bạn sẽ hỏi là tiền mặt của thường cái năm qua cũng cỡ đó mà thôi khoảng chừng là 33 cho đến 37 phần trăm thì tuy bây giờ xuống một chút nhưng mà không có xuống nhiều lắm trong thị trường nói là thường dùng tiền mặt để mà trung bình giá lý do là tại vì giá crypto xuống các bạn khi mà giá crypto xuống tại vì cái này là tính phần trăm mà giá crypto xuống, xuống dẫn đến là tiền mặt cái phần trăm cao hơn nhưng mà thật sự cái số lượng tiền mặt nó đã, đã giảm xuống rồi tại vì thường đã dùng tiền mặt để mà trung bình giá và sẽ tiếp tục trung bình giá trong thời gian này những tài sản khác các bạn thấy được là khoảng 29% và stock thì khoảng 360% và thôi. Đây là cái kết cấu danh mục đầu tư của Thuận. Chúng ta bây giờ sẽ chuyển qua để mà trung bình giá tuần này. Tại vì các bạn đã biết là chúng ta có một cái danh mục đầu tư đa demo ở trên CoinCashGoal và trên mục đầu tư này chúng ta đã tạo cách đây vài tháng các bạn các bạn đã nhớ là hồi tháng tư của năm nay thì cho tới bây giờ chúng ta cũng đã trung bình giá khoảng chừng 7 tháng rồi và hiện bây giờ đó trong 7 tháng qua giá của BTC và Ethereum xuống rất là nhiều từ khi chúng ta trung bình giá nhưng mà tại vì chúng ta trung bình giá cho nên bây giờ tuy là chúng ta vẫn à, đang thấy là cái phần trăm là âm 22% nhưng mà thật ra các bạn thấy được phần trăm âm này đó thấp hơn nhiều nếu như các bạn mua từ thời điểm tháng tư mà hoa đầu tới bây giờ cho nên đó là cái kết quả của trung bình giá trong vòng 7 tháng qua. Đương nhiên chỉ có 7 tháng mà thôi. Chúng ta phải cần thấy được trung bình giá một thời gian dài. Có thể là 2 năm, 3 năm mới bắt đầu có kết quả được. Thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta sẽ tiếp tục hàng tuần. Và bây giờ chúng ta sẽ cũng như là những tuần trước. Chúng ta sẽ dùng 100 đô để mà trung bình giá Ethereum. Và 100 đô để mà trung bình giá BTC. Thì với cái mức giá hiện tại đó. Y tờ là 1 thì 100 đô. Có nghĩa là chúng ta có thể mua được khoảng chừng là 0.079 Ethereum Chúng ta sẽ bấm Submit Thì Thường đã thành công mua Ethereum cho cái chuyên mục đa màu này Chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự đối với BTC Mức là 17.068 Thì Thường có thể mua được 0.0059 BTC thường sẽ bấm submit Và coi như à, chúng ta cũng đã thành công trung à, bình giá cho tuần này rồi các bạn Hiện bây giờ thì ở trong cái danh mục demo này chúng ta có tổng cộng là 2.29 Ether và 0.15 BTC các bạn đó là thành quả mà chúng ta đã tích lũy được trong vòng 7 tháng qua mỗi một tuần là 100 đô và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital đó thì cái bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là OKX, Bybit, Binance, một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Một lần nữa, sàn giao dịch thì bạn chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền ở trên những cái sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Yo, yo, I'm like an addict. Do I got to have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, got to grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. got